Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi hàng Nhật bãi. Hôm nay em có lấy thêm một số đồ nghề hàng bãi Nhật, có cuốc Mexico, rìu thép xanh, dao bếp Nhật, dao vân đa ma kết, một số mẫu bộ đục, bào gỗ, đá mài, mỏ lết nhôm, kéo cắt cành, dao ghép cành, ly dưỡng nhiệt, tay ghêm, ghế xếp, bàn ủi, ba lô. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Nay em lên mã G1 là một bức tranh ạ. Cái này là nó có cái hộp à, cái hộp này là bằng giấy ạ. À. Này. Và cái bức tranh bên trong là nó dài là được 2 mét ạ. À. Này. Và cái màu của nó đây ạ. À. Đó. Cái màu này thì em thấy là nó hơi ngã màu rồi ạ. À. Đó. Và cái phần này là bằng bằng giấy, mà giấy của Nhật đây ạ. À. Rất là dày. Và phía cái phần màu xanh này là lụa. Đó. Cái này thì họ vẽ lên bức tranh là hoa đây ạ. Đó. Hoa màu xanh dương. Đây cái bức tranh này ạ. Đó. Và nó có mộc chuyện ở đây nè, đó, người ta có đóng mộc cho nó luôn ạ. Bức tranh thì dài là tổng thể là 2 mét và em đo cái chiều ngang của nó qua đây là được 46 ạ. Cái bức tranh này là cũng là hàng hàng sưu tầm ạ. Tranh của Nhật. Cái bức tranh này G1 này là em bán 300k. Mã G1 là 300k. Em qua G2 là cái ba lô. Cái ba lô này thì nay em có màu đỏ ạ. Đây. Cái màu đỏ này thì rất là đẹp ạ, à. Nó không có chói gì hết ạ. À. Đây cái màu đỏ nó rất là nhu, à, màu đỏ dạng như màu đỏ đô ạ. À. Đây chưa qua sử dụng nó còn mới luôn, tem mát là còn luôn. Đây nó có cái mộc của Thụy Sĩ đây ạ. À. Đây từng cái dây kéo là đều có cái logo dấu cộng hết ạ. À. Đây có chữ Squid G, đây là đồ của Thụy Sĩ. Đây và mật khẩu đây ạ. À. Mật khẩu này thì khi mà các anh các chú mình muốn thay đổi thì mình kéo ra vậy và mình chỉnh nè. À. Như giờ em chuyển sang là 3 số 9 nè. À. Đó, mật khẩu của em mật khẩu mới là 3 số 9. Đây dây kéo của nó đây ạ. À. Rất là đẹp luôn. Và phía bên trong thì nó có cái túi trùm nữa đây ạ. À. Để khi mà mình đi mưa thì mình trùm lại để tránh rớt đồ bên trong. Và phía ngoài sau đây thì có cái dây mình đeo lên vai đây rất là êm luôn. Và cái này đây cũng làm rất là êm lưng mình. Phía dưới này cũng có cái ngăn ở đây ạ. Ba lô này thì rất là nhiều ngăn luôn ạ. À. Nó ngăn ở bên đây, rồi ngăn ở trong đây. Có một cái ngăn ở đây nữa ạ. À. Cái ngăn này mình đựng được laptop nữa này đây ạ. À, để cho các bé đi học hoặc là các anh các chú mình đi làm, các chị đi làm. Chiều dài của nó là được
46. Ngang qua đây là được 32 ạ. Thì cái ba lô này em bán là 440k G2 ạ. Và em qua G3 là cái bàn ủi ạ. Cái bàn ủi này đây là của hiệu Tifon ạ, là cái thương hiệu của Pháp ạ. Bàn ủi này thì cái bên ngoài cái miếng, cái hộp, cái nắp mà đậy của nó thì nó có bị trầy xước đây ạ. Đây nó có bị trầy xước phía bên ngoài. Còn bên trong là còn rất là mới luôn đây ạ. Đây đó, bên trong rất là mới. Đây, chưa qua sử dụng luôn ạ. Cái phần để mình ủi quần áo đây còn rất là mới luôn. Đây, chiffon. Đây, cái nút này thì mình ấn vào đây để mình lấy cái này ra để mình cho nước vào đây. Đây, cái nút on off ở đây ạ, và mình chỉnh nhiệt độ ở đây, đó. Và cái này thì mình chỉnh nước ạ. Nước ít nước nhiều ở đây ạ. Và điện của nó là điện đây. Mình sử dụng điện là điện 110V đây ạ. Và công suất của nó là 1200W ạ. Đó, nó có ghi các thông tin ở trên đây hết ạ. Hàng của Pháp xuất Nhật. Cái bàn ủi G3 này là em bán 650k ạ. Em qua G4 là cái ghế xếp ạ. Đây, cái nó còn giấy nữa đó này ạ. Đó. Ghế này thì hình thức của nó là còn tương đối mới ạ. Trọng lượng của nó là được 70kg ạ. Đây, 70kg nó để đây ạ, nó để là 30 x 30. Cái ghế này thì mình đây em mở ra để các anh các chú mình xem. Cái ghế khi mà em xếp lên đây đó. Cái này thì các anh các chú mình ngồi mình câu cá, mình ngồi mình uống cà phê, hoặc là mình đem theo mình đi du lịch cũng được à. Rất là gọn luôn đây. Khi mà em mở nó lên thì nó như vậy đó. Thì mình tựa lưng mình. Em gấp gọn lại đây. Cái này khi mà em gấp gọn nó lại đây là được này, như gấp gọn lại thì chiều dài nó đây là được 46 đây ạ. Và cái chiều ngang nó qua đây là được 36. Rất là gọn luôn. Thì cái ghế xếp này em bán là 280k ạ. G4 280k. Nó còn tem mát rồi hết luôn. Và em qua G5 ạ. Là cái bình giữ nhiệt. À, cái ly giữ nhiệt ạ. Đây, cái này thì nó có nắp. Cái này các anh mình uống cà phê ạ. Đó. Hoặc là uống mình uống nước. Em đo cái chiều cao của nó ở đây là được 18. Và cái đường kính qua đây là được 8,3 ạ. Đây, cái ly giữ nhiệt này đây thì đó, em đậy lại đây. Mình cho ống hút vào thì mình gạt cái này đây sang trái sang phải đây đó. Tem mát nó còn luôn, nó còn mới chưa sử dụng ạ.
Cái bình này thì cái dung tích của nó là tầm khoảng 800 ml ạ. G5 này em bán là 160k. Em qua G6 ạ. G6 là ly giữ nhiệt. Nay em có cái ly kiểu đây. Dung tích của nó thì cũng tầm là 450 ml, nhưng mà nó cao ạ, nó dạng cao. Cũng còn tem mát chưa qua sử dụng ạ. Nó cao mà nay nó làm dạng đây kiểu như vân vân như vậy đây, đó. Kiểu cũng rất là đẹp. Nó chiều dài của nó thì được là 15, khoảng 15. Và đường kính của nó qua là được 7,5 ạ. Cái này mình uống bia uống nước ngọt thì đá nó rất là lâu tan luôn. Thì một ly này là em bán 75k ạ, 75k một ly. Em qua G7. G7 là cái xẻng ạ. Cái xẻng đa năng. Đây mình gấp gọn lại. Cái này là một cái đầu cuốc đây ạ, đó, một đầu cuốc và một đầu xẻng đây. Đó. Cái này gấp gọn lại luôn. Mình để vô ba lô mình đem theo đi du lịch ạ. Đây, nó có cái la bàn ở dưới đây nữa ạ. Đây, có chữ đây ạ, nó dưới đây. Nó gấp gọn như trong lòng bàn tay em đây. Này em nói phút ra nó dài đây ạ. Chiều dài tổng thể mà em nói khúc nó đây là được 41 năm. Cái phần lưỡi xẻng là được cái phần lưỡi xẻng là được 12,7 và ngang qua đây là được 9,5 ạ. Còn cái đầu này thì nó dài ở đây là được 10 ạ. G7 này em bán là 180k. Xẻng gấp gọn ạ. Em qua G8. G8 là cái bình phun sơn. Cái bình này thì cái dung tích của nó là được 750 ml ạ. Cái bình phun sơn này thì G8 này em bán là 300k. Em qua cái tay game ạ. Đây. Cái tay game này thì hàng của Nhật. Em bán là 60k một cái ạ, là còn mới luôn, nó còn ở trong hộp luôn đây. Đó. Chưa qua sử dụng ạ. Một cái là 60k. Em qua G9 ạ. Là combo một cái đánh vảy cá, một cái kẹp càng cua và một cái đồ để khui ạ, khui rượu đây đó. Cái đồ khui rượu nó có hiệu đây ạ, thép của nó là thép không gỉ, ở đây nó cũng có chữ Talestel ở đây ạ, thép không gỉ. Đây là một cái lưỡi dao, một cái đầu để khui rượu đây, rồi khui đồ hộp đây ạ. Còn cái này thì đánh vảy cá này thì là bằng đồng ạ, tay cầm bằng gỗ. À, cái này là bằng gang ạ, em nói nhầm, cái này là bằng gang. Và cái kẹp càng cua này là bằng nhôm ạ. Thì một cái kẹp càng cua bằng nhôm, một cái đánh vảy cá bằng gang và một cái đồ khui rượu. À, combo ba cái này thì em bán là 200k. G9 200k. Em qua G10 là cây thước thủy ạ. Cây thước thủy này thì nó có ba cái đồng hồ luôn ạ. Đây 1 2 3.
Và cái nam châm của nó đây, cái lực hút của nam châm của nó ở đây thì rất là mạnh luôn. Nó để ở đây là khoảng 8 kg ạ. Và nó có cái đồ treo ở trên đây nó đây. Và cây thước này thì nó dài là được 160 mm ạ. Tajima. Đây nó có chữ Made in Japan đây ạ. Thì mã thước thủy này em bán là 320k. Em qua G11 là cây kéo bếp ạ. Cây kéo bếp này là của Đức, của Zia Henkel ạ. Nó có cái logo hai hình người nó dập vào trong con ốc luôn đây. Kéo này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 19,5, và phần lưỡi mà mình sử dụng ở đây là được 6 ạ. Kéo này thì em bán là 340k G11. Em qua G12 là đầu cót ạ. Ở đây thì nó có đầy đủ các đầu cót để các anh các chú mình dùng luôn đây. Đó. Một hộp như vậy thì em bán là 110k. G12. Em qua G13 là một cái con dao ạ. Đó. Có cái bao phía ngoài của nó đây. Và cái tay cầm của nó là bằng gỗ ạ. Đây. Và cái khâu của nó đây. Đó. Khâu sừng ạ. Và cái vân là vân Dama kết ạ. Đó. Rèn thủ công. Em đo cái chiều dài của dao tổng thể đây là được 23,2, và phần lưỡi ở đây là được 11,7, và cái bảng ngang mà em đo qua được là 2,5, và độ dày của con dao này đây là được 3,8 ạ. Khâu của nó đây rất là đẹp luôn, khâu sừng, khâu ngà đây ạ. Tay cầm bằng gỗ. G13 này là em bán 1.600.000 ạ. Em qua G14 là kìm đa năng. Kìm này thì thép của nó là thép không gỉ, đây nó có chữ Thales đây ạ. Ở đây thì nó có cây thước và cái đầu vít bốn cạnh nữa đây, nó. Đây thì nó có một cái lưỡi dao. Lưỡi dao to, lưỡi dao bé nằm trong đây hết ạ. Nó cũng rất là nhiều chi tiết luôn. Đó. Cái răng của nó thì không có bị mẻ dập gì hết ạ. Thì kìm đa năng gấp gọn này em bán là 200k. G14 200k. Em qua G15 là một cái con dao gấp. Đây nó ốp gỗ hai bên đây ạ. Đó. Thép là thép không gỉ ạ. Thép không gỉ. Nó có chữ đây, USA 1990. Cái con dao này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 6,5, và cái bảng của nó qua đây là được khoảng 1,8 ạ. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 2,7 ly. Cái này thì gấp gọn là được gần 9 ạ. À. G15 này em bán là 150k. Em qua G16 ạ, à, cũng là một cái con dao gấp luôn. Cái phần màu đen này thì nó làm dạng vân vân như vậy đây, rất là đẹp đây. Đó, màu đen. Nó làm cái chốt ở đây nữa để mình có thể mình móc vào cái lưng quần của mình ạ. À. Thép của nó là thép D2, thép không gỉ. Thì cái phần lưỡi dao ở đây là được 10, ngang qua đây là được gần 3, và độ dày ở đây của nó là được 4 ly. Và dao gấp gọn lại đây là được 13 năm. G16 này em bán là 500k. Em qua G17 là cái con dao lá. Đó. Con dao này thì cái bao da của nó đây, nó có hình chiếc lá hình lông vũ đây, nó vân là vân đa ma kết đây ạ. À. Thép VG10.
tay cầm bằng gỗ thì chiều dài tổng thể của dao này là được 19 và phần lưỡi ở đây là được 9,5 và bảng ngang qua là được 3,2 và độ dày này ở đây là được 3 ly. Dao này thì em bán 200k. G17 200k. Em qua G18 ạ. G18 là một cái xịt hơi hiệu của Chetco, Made in Japan ạ. À. Cái này em test rồi, hoạt động ok ạ. À. Thì cái xịt hơi này em bán là 300k G18. Em qua G19 là cái đồ mình đập đá hoặc là mình sử dụng vào việc hàn nhiệt ạ. À. Này các anh các chú mình muốn sử dụng vào việc gì thì tùy theo ý ạ. À. Cái trên cái này thì đây, cái phần tay cầm là bằng gỗ. Và cái phần này đây thì nó có những cái đốt trúc làm như hình. Nó khắc lên cái hình cây trúc đây ạ, và nó làm đốt đốt đây, đó. Và phía ngoài đây cũng có hình cây trúc nữa đây ạ. À. Và trên đây thì nó có hình nó làm như là đám mây và hoa đào ạ, đó. Kiểu như vậy. Thì em đo cái chiều dài của cái cây này đây là được 35 và cái phần này là được 10,5 và ngang qua thì được là 4,5. Thì G19 này em bán là 180k. Em qua G20 cũng là một cái cây đập đá hoặc là mình hàn nhiệt luôn ạ. À. Đây trên đây thì nó có chữ nhật ở đây ạ. À. Cái phần tay cầm cũng bằng gỗ luôn. Thì chiều dài nó đây được là 36. Cái này chiều dài là được 10,3, ngang qua là được 4. Thì cây này em cũng bán 180k G20. Em qua G21 là cây kéo cắt vải ạ. À. Kéo cắt vải này thì size to. Đây ạ. À. Nó có chữ đây, Made in Japan. Thì cái phần mà để mình cắt thì nó có bọc cao su, cầm rất là êm tay luôn. Và lưỡi kéo đây không có bị mẻ dập gì hết ạ. À. Kéo này thì chiều dài của nó ở đây là được 31 và cái phần lưỡi ở đây là được 13,8 ạ. Kéo vải này thì em bán là 220k G21. Em qua G22. G22 là cặp mỏ lết ạ. Đây, một cái là của Rastman và một cái là của Pha Cơm. Đây. Nó dài là 150mm ạ. Thì một cái là như vậy, kiểu nó như vậy. Một cái thì kiểu nó cong. Đó, kiểu dáng nó khác nhau đây ạ. À. Cái này thì mình có thể mở ra đây và mình làm cái hàm răng của nó nữa đây ạ. À. Nó thì cái hàm của nó là không có bị mẻ dập gì hết ạ. À. Thì combo hai cái cây này em bán là 200k. G22 200k. Em qua G23. G23 là cái mỏ lết pha cơm. Size to ạ. À. Đây nó để đây, 8 in đây. Đó. Đây. Miệng của nó là cũng không có bị mẻ dập gì hết. Đây ạ, à, đó. Cái này thì đo cái này, cái hàm của nó qua đây là được khoảng là 2,8. Thì cái cây này em bán là 200k, G23 200k. Và em qua G24 cũng là cái mỏ lết luôn, thép đen ạ. À. Cái này là thép đen, nó có chữ đây, của USA ạ. À. In USA đây ạ, à. Đó. Cũng của cũng 8 in luôn ạ, à, là bằng cái kia nhưng mà cái kia thì thép trắng, còn này thép đen. Đó.
Thì cái G24 này em bán là 200k luôn ạ. G24 200k. Em qua G25 ạ. Là cái đe này, cái đe nhỏ. Cái đe này đây, trên đây thì nó có các số đây và có chữ nhật ở trên đây. Đe này thì đe hàng sưu tầm, hàng trưng bày ạ. Đây nó nhỏ gọn. Em để ở trong lòng bàn tay em đây. Thì chiều cao của nó là được 2,3. Chiều dài của nó là được 5,7 ạ. Và ngang qua đây thì được khoảng là 1,4. Thì cái đe này em bán là 380k G25. Em qua G26 ạ. G26 cái đe này thì nó nặng là được 700g. Ở đây dưới cái chân của nó đây thì nó có 4 cái lỗ này để các anh các chú mình bắt vào bàn. Đây, đó, nó có chữ ở trên đây. Cái đe này đây thì chiều dài của nó là được 13 và chiều cao là được 6 ạ, và ngang qua đây là được 2,8. G26 em bán là 540k. Em qua G27 là cái bộ mũi khoan. Đây. Cái bộ mũi khoan này đây thì nó có các thông số đây. Đây đầu bốn cạnh to bé vừa đây ạ. À. Đó. Đầu dẹp. Và ở đây thì cái mũi khoan của nó là từ 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ạ. À. Thì cái bộ này em bán là 180k. Đó, cái đầu của nó đây. Phía dưới đây nè. Em qua G28 ạ. G28 là cái đầu chuyển từ bu lông 1/2 sang kẹp mũi khoan 13 ly ạ. Đây. Đó, nó có như vậy. Đây nó có cái số nó để ở đây là từ 1.5 đây đến 13 mm ở trên đây ạ. Đó. Thì cái đầu này em bán là 120k G28. Em qua G29 là cây kìm bấm chết ạ, của Iwin, của Visarep đây ạ. Của nó là 10 ạ. Đó. Size 10. À, có chữ dưới đây đây ạ, in dưới đây. Đây cũng có đây ạ. Dưới đây ở đây. Đó. Hàm của nó đây là không có mẻ dập gì hết. G29 này em bán là 260k. Em qua G30. Em qua một cây kìm bấm kẹp hàng ạ, cũng của Visarep đây ạ. Đó. Visarep dưới đây ạ. Đó. Cái này thì size của nó là 9 ạ. Đây nó để 9R đây ạ. Cái phần này đây thì em đo qua đây là được 7,5, ngang qua đây là được 7 ạ. Cái kiểu nó như vậy dùng để kẹp hàng. G30 này em bán là 320k. Em qua G31 ạ. G31 là cái cây để mình sủi ạ. Đó. Ở trên đây là nó có chữ nhật hết đây ạ. Nó rất là nhiều chữ luôn. Bên này nó có tem mác nó đây ạ. Và phần tay cầm thì là bọc cao su. Và cái phần lưỡi của nó đây. Nó cũng còn rất là sắc.
cái này thì nó bị trầy xước ở trên đây thôi à, nó nhưng mà không ảnh hưởng gì. Khi mà các anh sủi thì nó rất cộng, còn rất là bén mà còn rất là mới luôn đây ạ. Nhưng nó bị để chung với mấy cái đồ khác thì nó bị trầy xước ở trên cái bề mặt này thôi mà không ảnh hưởng gì ạ. Cây này thì to, chiều dài của nó ở đây là được 30, em đo tới phần tay cầm ạ. Và cái phần mà lưỡi của nó qua đây là được nó gần 10 luôn ạ. Đó, rất là to. G31 này em bán làm 100k ạ. Nó có cái đầu để mình treo lên thì nó hơi bị, nó bị rách ra đây, nó bị rách cái phần cao su. Phần tay cầm bọc cao su cầm rất là êm tay. Và em qua G32 là cái đầu đục chỗ da. Ở đây thì em có là cái size, ở đây là có từ size 3. Trong đây đây nó có là 11 cây, là 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ạ. À, thì nó thiếu cây 5, nó thiếu cây 5 thì ở trong đây đây nó, ở trong cái này thì nó có là size 4 và size 5 nên là đủ luôn ạ. Các anh mà mình làm ở bên dây nịt hoặc dây dài hoặc cái dây bao, cái túi xách đồ ạ, nó rất là cần luôn. Đây, nó có cái đủ size cho các anh mình sử dụng. Cái hộp này để của nó đây cũng là hộp Nhật luôn nè, nó có chữ Made in Japan phía ngoài sau đây ạ, Made in Japan. Em bán nguyên cái combo này luôn là 11 cây trong hộp với 2 cây ở ngoài là tổng là được 13 cây ạ. À, là đủ size là từ 3 đến 14 luôn ạ. À, thì cái đầu đục lỗ da này em bán là 400k G32. Em qua G33 là cái cây liếc dao kéo ạ. À, cái phần tay cầm là bằng gỗ đây. Cái này nó có chữ trên đây nhưng bị mờ đây, của Ý đây, màu hơi mờ, nó bị xây xát. Và cái phần đây thì nó cũng bị xây xát, bị rỉ nhẹ thôi à. Đó, nó rất là mịn luôn. Thì chiều dài của cây cây này là được 24 ạ. Và cái phần để mình duỗi dao kéo ở đây là được gần 13. Và em đo cái bảng ngang qua ở đây là được 2,3. Thì G33 này em bán là 200k. Em qua G34 là cái đồ sưởi ấm tay của Nhật, thì ở bên Nhật thì trời lạnh á. Đó, ở đây thì nó có là chữ Nhật ở trên đây, đây chữ Nhật đây. Đây cái đồ để mình đốt lên để mình sưởi ấm đây. Đó, cho một ít xăng vào ạ. Và cái hơi nó lên. Đó, một phần là hàng sưu tầm nữa ạ. Cái đồ sưởi ấm này thì em đo cái chiều cao của nó ở đây là được 9,8 và ngang qua đây là được 6,5. G34 này em bán là 150k. Em qua G35 ạ. G35 là ở đây em có đá mài, đầu đá mài ạ. Cái đầu này là 6 ly. Đó, cái cốt này là 6 ly. Và em đo cái này thì cái độ thô của nó là tầm 2-300 ạ. Đá mài phá đây ạ. Em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 5 và cái đường kính qua đây là được 3. Thì combo 3 cái đá này em bán là 120k ạ. G35 120k.
qua G36. G36 thì ở đây là em có được ở đây là 10 cây dũa kim cương. Nó còn trong túi vậy luôn. Thì 10 cây dũa này em bán là 250k à. Nó dài ở đây là được nó dài ở đây là được 16, và cái phần này đây, cái phần kim cương này thì được là 5 ạ. G36 250. Em qua G37. G37 là cán cán búa. Cái cán này nó có cái tên chữ của nó ở đây là của Husky, và cái gỗ của nó là họ gỗ Hickory ạ. Này, Hickory là của Mỹ ạ. Đó. Ở trên đây thì họ chim sẵn luôn này ạ, nên họ đóng cái này vào đây thì nó có cái vết, cái vết giống như nó bị cái này cho vào thì nó hơi bị có cái vết nứt nhẹ ở đây thôi, ở trên đầu này thôi ạ. Đó, giống như họ chim sẵn luôn, họ cho cái đầu chim sẵn vào. Thì một cái búa này em bán là 90k một cái ạ. Thì chiều dài của nó ở đây là được 35 năm. G37 em bán là 90k một cái. Và em qua G38 ạ. G38 thì em có là cái cuốc của Mexico. Và đặc biệt là cái cuốc này thì nó là một đầu cuốc và một đầu để mình chặt được đây luôn ạ. À, nó dạng như là đây, một đầu này thì mình làm cuốc và một đầu này thì mình chặt ạ. À, nó giống như là rìu ạ. À, đó, thay vì cuốc thì đầu này là nó nhọn, mà này nó làm như một lưỡi rìu luôn. Nó đặc biệt là ở đó ạ. À, và chiều dài tổng thể của nó là được 92 cm ạ. À, nó cân nặng là được 3 kg, tổng thể là 3 kg. Đây, nó có chữ đây ạ. Đây là cái hiệu của nó và cái chữ của nó đây, Mexico. Đó, nó có số, ở đây là số 5. Hiệu của nó đây, ở trên đây nó có chữ luôn này ạ, nó của Copat ạ. Em đo cái chiều dài qua đây là được 41 năm. Và cái phần lưỡi cuốc qua đây là được 11 năm ạ. Một lưỡi cuốc và một lưỡi rìu. Vừa dùng vừa sưu tầm luôn ạ. Thì cây cuốc này là mã G38. G38 thì các anh chú nào mua thì nhắn tin cho em ạ. À, tem mác của nó là còn luôn đây, nó bị bong tróc đây. À, như nó bị bong tróc cái lớp sơn đây, cái đầu của nó đây. G39 ạ. Là cây xà beng. Cây xà beng này thì là một đầu để mình đây. Một đầu nại đây, một đầu nhổ đinh. Đó. Cái cây này thì chiều dài nó là được 60 ạ. Cây này là 60 cm.
nó rất là nặng tay luôn, rất là chắc chắn. Thì G39 này em bán là 300k. Em qua G40 là cây rìu ạ. Cây rìu này thì cái phần mà cán của nó đây, này nó có những cái vết nó hơi bị cấn ở đây đó, nó có những cái vết cấn như vậy. Rìu này là rìu của Mỹ ạ. À, nó có cái logo ạ, à, đây nó có cái logo là của Singapore đây, và nó có hình cái con chim phượng hoàng lửa đây, đó, nó dập ở đây. Và cây này thì cái đầu của nó đây, người trước họ sử dụng nên cũng bị cấn dập như vậy đó, nó cũng bị cấn. Và cái phần lưỡi của nó đây à, còn rất là sắc luôn. Thì các anh các chú mình chặt củi bổ củi thì ok ạ. À, chiều dài của nó ở đây là được 15 năm. Và cái phần lưỡi ở đây qua là được 9 ạ. Chiều dài của nó ở đây thì được là 34 năm. Em bán là 480k G40. 480. Em qua G41. G41 là cái đầu chữ thập à. Đầu chữ thập 1/2 đó. Nó cái hiệu trên đây đây ạ, à, Amon. Các anh mình nới ra theo từng nốt ạ. À, rất là dễ sử dụng. Như vậy nó đầu 1/2, các anh cho vào các anh sử dụng làm khoan hay làm cái gì đó. Đó, thì cái đầu chữ thập 1/2 này em bán là 200k một cái ạ. Em qua G42 là cái rìu ạ, rìu mặt trăng. Chữ đây, chữ nó khắc ở trên cái phần lưỡi đây, rất là đẹp luôn, có mộc chuyện luôn đây ạ. Và mặt bên đây đây cũng có mộc chuyện bên đây đó. Rìu đây nó tách lớp ở đây ạ, đó, ba lớp. Tay cầm thì bằng gỗ ạ, đó, và nó có cái hộp. Cái rìu này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 42 năm. Và phần lưỡi rìu ở đây là được 13,5. Và bảng ngang qua, bảng ngang qua là được 6 ạ. G42 này em bán là 3 triệu ạ. Rìu mặt trăng. Em qua G43 là cái bào gỗ ạ. Bào gỗ này thì là họ làm rèn thủ công mà. Đây, nó cầm hai bên vậy đó, các anh mình dùng sao cũng được ạ. Đó, kiểu như vậy. Đây, chữ của nó là nó có dập ở trên đây đây, nó có chữ nó dập ở trên cái phần này đây. Nó rất là sắc ạ. À, em đo cái phần lưỡi ngang qua đây là được 3,4. Chiều dài phần lưỡi của nó ở đây là được 20. À, cái bào gỗ G43 này em bán là 250k. Em qua G44 ạ. Là một cái con dao chặt một mặt ạ. Tay cầm là bằng gỗ. Này, lưỡi của nó đây không có mẻ dập gì hết à. Dao chặt một mặt. Chữ của nó đây, nó khắc ở trên lưỡi đây, cũng rất là đẹp. Em đo cái phần lưỡi của nó ở đây là được 18,3.
Và bảng ngang qua đây là được 4,8. Và độ dày của nó ở đây thì được là 6 ly ạ. À. Cái sống lưng của nó thì nó có hơi bị lấn cấn ở đây nó. Nhưng mà không có ảnh hưởng gì à nó. Cái anh cái chú mình chặt thoải mái ạ. G44 này em bán 400k. Em qua G45 là một cái con dao chặt hai mặt ạ. À. Đây. Chữ của nó đây, chữ của nó khắc ở trên cái phần lưỡi đây. Đó, bên đây cũng có đây. Đó. Hai mặt ạ. À. Chặt hai mặt. Em đo cái phần lưỡi ở đây là được cái phần lưỡi ở đây là được 13. Cái bảng của nó qua đây là được 4. Và độ dày của nó là được 5,9 ly ạ. G45 này em bán là 350k. Em qua G46 là cái con dao Nakiri. Đây. Chữ của nó khắc ở trên lưỡi đây. Lưỡi là không có mẻ dập gì hết ạ. Và cái mặt bên đây thì nó có bị rỗ ạ. Này, nó có bị rỗ đây. Tay cầm là bằng gỗ á, khâu nhựa. Cái phần lưỡi của nó ở đây là được 16,2. Và bảng ngang qua là 5. Và độ dày ở đây là được 1,6 ly. G46 này em bán 180k. Em qua G47 á. G47 là một cái con dao chặt Thái của Nhật. Đây, tay cầm là bằng gỗ ạ. Chữ Nhật ở trên đây này, đó. Con này thì bề mặt lưỡi của nó là nó có bị rỗ ạ. Nó có những cái vết rỗ đây, đó. Chiều dài cái phần lưỡi của nó ở đây là được 21,3. Và bảng ngang qua là được 8,8. Và độ dày của nó ở đây là được 2,9 ly. Dao này thì nó nặng là được 400 gram ạ. À. Bảng của nó rất là to luôn. Và rất là dài. Rất là hiếm gặp ạ. À. Thì G47 này em bán là 1.200.000 ạ. À. Em qua G48 là một cái con dao vân Damascus ạ. À. Tay cầm là bằng gỗ ạ. À. Này có hai chốt. Đây cái phần Damascus của nó đây ạ. À. Đây, ở trên là vân Damascus hoa, ở dưới là vân gợn sóng ạ. À. Con này thì người ta có dùng lướt qua rồi ạ. À. Cái phần lưỡi của nó ở đây là được 16 năm. Bảng ngang qua đây là được 4,3. Và độ dày ở đây là được 1,7 ly. G48 này em bán là 600k. Em qua G49. G49 là một cái con dao Thái bản vuông Nakiri vân Damascus của Kasumi ạ. À. Dao này là còn mới chưa qua sử dụng mà của Seiki Japan đây ạ. À. Vân đây, vân Damascus của nó đây rất là đẹp luôn. Và con này thì ở trên đây đây nó có bị lỗi ở đây, nó. Nó có bị lỗi cái phần đầu ở trên đây. Đây lưỡi của nó đây ạ, à, chưa qua sử dụng luôn. Rất là sắc bén. Tay cầm bằng gỗ có hai chốt. Thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 17. Và bảng ngang qua đây là được 4,8.
Và độ dày của nó ở đây là được 2,2 ly. Đây. Kasumi Made in Seiki Japan ạ. Thì cái con thái bản vuông Nakiri này em bán là 1.500.000 ạ, G49. Em qua G50. G50 là cũng là một cái con dao thái luôn. Nó cũng bị lỗi ở trên đây luôn à, lỗi cái đầu trên đây. Và nó là cũng chưa qua sử dụng luôn. Này. Do quá trình sản xuất thì nó bị lỗi à. Đây. Của Kasumi luôn ạ. Vân Damaket thép VG10 32 lớp thép ạ. Made in Seiki Japan là cũng giống như cái con Nakiri luôn ạ. Tay cầm là bằng gỗ, có hai chốt. Là nó bị lỗi cái đầu trên đây, lỗi cái khâu. Em đo cái phần lưỡi ở đây là được 17.4. Ngang qua đây là được 4,4 và độ dày của nó là được 2,1 ly. Em bán con này là 1.300.000 ạ. G50 1.300.000. Em qua G51 là một cái con dao Vân Hamon này. Đó. Và họ khắc thủ công ở trên đây, những đường vân họa tiết ở trên đây. Cái vân hà mòn này đã nánh lên này đó. Và cái khâu của nó là bằng đồng ạ. Khâu bằng đồng. Và cái tay cầm là bằng sừng ạ. Đó. Nguyên cái sừng luôn. Em đo chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 28. Và phần lưỡi ở đây là được 16,4 và bản ngang là được 2,2 và độ dày là được 4,2 ly. Thì con dao này em bán là 1.400.000. Em qua G52 là một cái con dao chặt hai mặt ạ. Tay cầm là bằng gỗ. Đây, chữ của nó đây. Đó, chữ của nó có trên lưỡi đây, hai mặt. Con này thì em đo cái chiều dài tổng thể ở đây thì được là 27,8, phần lưỡi ở đây là được 14,8, cái bản ngang của nó ở đây qua là được 3,2 và con dao này cái độ dày của nó ở đây là được 4,8 ạ. À. Dao hai mặt em bán là 500.000, G52 500.000. G53 là một cái con dao khâu cái phần tay cầm là bằng sừng và cái khâu của nó là bằng đồng. Đây, cái khâu bằng đồng đó. Và chữ đây, chữ nó khắc ở trên đây đó, trên lưỡi. Cái phần lưỡi của nó thì bị rỗ nhẹ thôi à, rỗ ít thôi. Khâu sừng rất là đẹp luôn. Chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 25 năm và cái phần lưỡi ở đây là được 12,2 và bản ngang qua đây là được 2,7. Và độ dày con dao này thì được là 4,8 ly. G53 này em bán là 650.000. Em qua G54. G54 là một cái con dao thép không dĩ ạ, Talet Tail rất là đẹp luôn. Đó. Nó hai lưỡi luôn ạ, đó. Một đây là răng cưa, bên đây có cái lưỡi dao đây. Kiểu dáng nó như vậy. Chiều dài của nó ở đây là được 21 năm. Phần lưỡi ở đây là 10,3
bản ngang qua là được 2,2 và độ dày của nó ở đây là được 4 ly. G54 này em bán là 450k. Em qua G55 là cây dù, cây liếc ạ, cây liếc dao. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Và ở đây đây, cái phần liếc của nó đây, đó. Cũng còn rất là đẹp luôn. Đây trên đây thì nó cử cho chữ Japan ở đây, này. Nó có chữ Japan ở đây. Thì cái cây này em đo cái chiều dài của nó ở đây là được chiều dài tổng thể là được 35. Cái phần mà sử dụng ở đây là được 22,5. Cây này thì nó được khoảng 9,9 10 ly ạ. Cái đường kính của nó. G55 này em bán là 250k. Em qua G56 là cây dũa kim cương, dũa dao kéo đây ạ, à. Tay cầm là bằng gỗ, có chữ Japan đây. Thì chiều dài của nó ở đây là được 245, phần lưỡi ở đây là được 15,2 và cái bản ngang qua thì được khoảng 2,2. G56 này em bán là 150k. Cái này nó có cái lỗ, nó khi mình sử dụng xong mình treo trong nhà bếp thì rất là gọn ạ. Em qua G57 là cây cưa ạ. G57 là cây cưa gấp nhỏ đây. Tay cầm là bằng gỗ đây. Cái phần lưỡi cưa đây ạ, nó cái phần lưỡi cưa của nó đây. Cưa này thì chiều dài của nó ở đây là được 10 ạ. Nhỏ gọn. Chiều dài cưa gấp rồi là 14. G57 này em bán là 50k. Em qua G58 ạ. G58 là một cái cây của Nhật đây ạ, à. Đây chữ Nhật khắc ở đây. Một cây là nó có một lưỡi là nó có răng cưa đây, đó. Và một cái là lưỡi dao ạ, à. Giống như mình làm một cưa và một dao ghép ạ, à. Cái phần lưỡi cưa này thì nó dài ở đây là được 12. Và cái phần lưỡi dao ở đây, cái phần lưỡi dao ở đây thì là nó dài là được 11 ạ. Em cho gấp vào. Gấp gọn vào đây thì chiều dài nó ở đây là được 15. Cái bản ngang qua đây thì được khoảng là 2,5. G58 này em bán 200k. Em qua G59 là một cây kéo đúc nguyên khối ạ, à. Đúc nguyên khối. Phần lưỡi kéo đây không có mẻ dập gì hết ạ, à. Và cái phần lưỡi, cái phần ở trên đây thì bề mặt trên đây nó có bị rỗ đây, nó có bị rỗ. Và cây kéo này thì chiều dài của nó ở đây là được 19,8 và phần lưỡi mà kéo ở đây là được 5,3. G59 này em bán là 250k. Em qua G60. G60 là cũng cây kéo bướm luôn ạ, à. Đây. Lưỡi của nó đây không có mẻ dập gì hết ạ, à. Đó. Nó còn cái màu sơn zin của nó luôn và chữ đây. Chữ nó khắc ở đây đó. Thì chiều dài của nó ở đây là được 18,5 và phần lưỡi ở đây là được 5,5. G60 này em bán là 200k. Em qua G61 là kéo cắt cành.
kéo cắt cành này là nó ốp gỗ ở đây. Đó. Đây nó có chữ đây, Made in Japan. Cái phần lưỡi kéo đây không có mẻ dập gì hết ạ. Chiều dài là được 20 năm 20,5. Này phần lưỡi thì em khỏi đo đi, nó sai là cũng sai to ạ. À. G61 này em bán là 230k. Em qua G62 là một cây kéo cắt cành của ARS ạ. Đây, ARS con cá sấu đây ạ. Có chữ Made in Japan đây, nó dập vào trong đây luôn. Và ở ngoài sau cái tay cầm nó cũng có chữ đây ạ. Đây, có chữ Made in Japan đây ạ. Lưỡi kéo này không có mẻ dập gì hết ạ. Kéo này thì nó dài ở đây là được 19 năm. Thì G62 này em bán là 340k. Em qua G63 là một con dao ghép ạ. Con dao ghép này thì cái phần tay cầm ở đây là bằng gỗ đây. Và cái này là nó làm như là sừng ạ. Đó. Và cái phần lưỡi dao đây đó. Không có mẻ dập gì hết. Chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 17. Vào cái phần lưỡi ở đây là được 8,3. Và bảng ngang qua đây là được gần 2 ạ. Thì G63 này em bán là 100k. Em qua G64. Cây này thì nó có cái vỏ luôn à, cái nắp luôn đây. Đó. Đây. Cái này thì người trước họ sử dụng này, họ viết cái tên họ trên đây này, nó còn dính cái màu mực đây ạ. À. Kiểu dáng nó đây, đó. Chiều dài là được 17. Phần lưỡi ở đây là được 6,8. Bảng ngang qua đây là được gần 2 ạ. À. Như cái độ dày của con này đây thì được 2,4 ạ. À. Dao ghép G64 này em bán là 200k. Em qua G65 ạ. G65 con này thì dao cạo, nhưng mà các anh các chú mình dùng bên dao ghép cũng được ạ. Nó mỏng, có người thì lại thích kiểu mỏng nhỏ như vậy để mình ghép cho nó dễ ạ. Đó. Phía ngoài sau đây nó có chữ ngoài sau đây ạ. Cái này thì nó quấn dây sẵn cho mình luôn rồi. Chiều dài đây là được 14 năm. Phần lưỡi mà mình sử dụng ở đây là được 5 năm. Và bảng ngang qua là được 1,5. Và độ dày ở đây là được 4,1 ly ạ. G65 này em bán là 180k. Em qua G66. Đây. À, chữ đây, chữ nó khắc ở trên cái phần lưỡi đây, đó. Và cái phần lưỡi dao đây, đó. Đó, cái này các anh dùng làm dao ghép cũng được nó đây ạ. Mấy thép này nó rất là sắc luôn. Chiều dài cái phần lưỡi ở đây là được 6,6. Cái bảng của nó qua đây là được 1,2. Cái độ dày của nó ở đây thì được là 1,8 ly. Cái này thì nó gấp gọn ở đây là được 9,8 ạ. G66 này em bán là 120k. Em qua G67 là một cái con dao cạo ạ. À. Phiên bản giới hạn thì cái này là chỉ có một người có thôi ạ. À. Cái tên họ khắc ở trên đây là ký hiệu trên đây là
chỉ có một người đó họ sử dụng thôi. Hàng này hàng sưu tầm thì về các anh các chú mình dùng cũng được ạ. Đó, cái tên của họ trên đây. Đó. Đây, cái tên của họ đây. Carob. Rất là sắc luôn, cái thép mà làm dùng dao cạo thì rất là sắc. Và cái phần này thì nó là bằng bằng nhựa thì nó có bị trầy xước đây, đó. Nó có bị trầy xước. Cái này thì em đo cái phần lưỡi ở đây là được cái phần lưỡi này là 7,3. Và cái bảng ngang này qua đây là được 2,3 ạ. Đó. Con này thì cái phần này nó rất là dày. 6,2 và nó mỏng về phía cái phần lưỡi ạ. Em bán 300k. G67 300k. Em qua G68 là cái Eto ạ. Eto này thì nó có cái phần dưới đây luôn để nó hít vào cái bàn luôn đây ạ. Nó và có cái đầu xoay ở đây. Đó. Cái này đây, nó có cái này ở đây nữa. Đó. Và nó có hai đầu, một đầu là nhỏ và một đầu to đây. Cái này thì thiếu một cái cây ở đây thì về các anh các chú mình chế thêm ở đây một cái cây ở đây. Đó. Kiểu dáng nó như vậy. Màu sơn của nó là cũng còn rất là đẹp luôn. Thì em đo cái miệng của này qua đây là được 5,8 ạ. Và cái nhỏ này thì được là 3,5, 3,5. Xoay đây. G68 này em bán 900k. Em qua G69 là cái bộ đầu tiếp ạ. Bộ đầu tiếp này nó có cái hộp. Phía bên trong của nó đây thì nó có đầy đủ các đầu luôn. Có cần, có cây nói, có mấy cái đầu như vậy. Thì cái này ở đây là nó có từ số 5, 6. Nó có cái tờ giấy ở đây nữa ạ, nhưng mà nó bị bong tróc ra rồi. Nó có cái tờ giấy chỉ các thông số 5, 6, 7, 8 đây, 5, 6, 7, 8, 9 à, cái này 4.5 mà nó bị lộn xộn đây, 4 9, vậy là nó các size đầu tiếp ở đây là 4.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 và 19 ạ. Và có các đầu để các anh các chú mình thay vào đây ạ. Đó. Các đầu này. Thì một hộp đầu tiếp này em bán là 400k. Em qua G70 là cái mỏ lết nhôm ạ. Đây, cái mỏ lết nhôm cầm rất là nhẹ luôn. Hiệu của Super. Nó mình cầm đỡ mỏi tay ạ. Cái size của nó đây, nó để đây là 450. Đó, made in Japan. Và cái răng của nó đây không có mẻ dập gì hết ạ. À. Em đo cái phần hàm của nó đây, mở rộng tối đa ở đây em mở đo được là 9 ạ. Rất là đẹp. Thì G70 này em bán là 450k. Đó, rất là trơn tru luôn. Qua G71 là cái cảo ạ. Đây.
Cái cảo này là của MCC ạ, MCC. Cái size này để là số 6 đây ạ. Cái này em đo cái khoảng này đây là được, như em đo cái cây này luôn, nó dài hết đây luôn là được, đây 20 đây đó. Đây nó có để size đây, số 6 ở đây đây, MCC đó. Rất là trơn tru luôn. Em dặn sát xuống luôn rồi em đo lại cho các anh các chú mình, từ cái gen này đây xuống đây đó là được 14, mà từ cái khoảng này xuống tới đây. Hình thức là còn tương đối mới luôn ạ. À, lớp sơn zin của nó luôn. Thì G71 này em bán là 650k. Em qua G72 là cây kìm bấm cót ạ, à, size to, size dài ạ. À, đây nó có cái logo nội địa Nhật đây ạ. À, đó. Nó có các đầu ở trên đây này, nó để ở đây là 2 8 5 5 14. Đó. Chiều dài của nó ở đây là được 32,5. Rất là dễ dàng. Nó không có mẻ dập gì hết ạ. À, đó. Rất là dài luôn. Em bán là 350k, G72 350k kìm bấm cót. Em qua G73 là đá mài ạ. À, cái viên đá mài này hiệu của nó là Okuma Sapan. Cái màu đỏ này là 3.000 và cái màu trắng này là 8.000 ạ. Thì nó cái đế cao su để các anh các chú mình dùng luôn ạ. À, thì cái đá mài này cái độ dày của nó ở đây là được 2,5, chiều dài của nó là được 18 và bảng ngang qua là 6. G73 này em bán là 140k. Em qua G74. Cái viên đá mài này là đá mài thô ạ. Cái này thì nó để ở đây là độ thô là 320 và 180 ạ. À, đó. Đây, nó có chữ đây này. Sapan ở đây ạ. À, cái viên này thì cái chiều dài của nó ở đây là được gần 20, ngang qua là 5 và nó dày ở đây thì cũng được 2.5. Em bán 100k, G74 100k. Em qua G75 là cái bào ạ. À, tem mác nó còn luôn. Cái bào này thì em thấy là cái lưỡi nó hơi bị chồi ra quá đây rồi ạ. À, cái lưỡi nó hơi sao đó. Nên em bán 50k thôi ạ. À, chiều dài này của nó là được 17 năm, nó dày thì được khoảng là 2 và ngang qua đây là 5 và cái phần lưỡi này của nó là được 3,7 ạ. Em bán chỉ 50k thôi ạ. G75 50, G76. G76 đây, cái bào đây ạ, nó có cái chữ chữ họ dập trên cái phần lưỡi đây nó. Cái phần lưỡi bào đây. Đây, cái phần lưỡi đây là qua đây là được 3,6, chiều dài ở đây là được 18,2, ngang qua đây là được 5, bào này thì nó cao ở đây là được 2,6. Em bán cái bào này 80k, G76 80k. Em qua G77 là cái bào xéo à, đó. Và gỗ của nó là rất là đẹp luôn, gỗ cái vân gỗ của nó đây rất là đẹp và
cái phần lưỡi của nó đây, họ có khắc chữ ở trên đây luôn. Nó tem mác nó còn luôn đây ạ. À. Và những cái góc này thì nó hơi bị cấn dập ở đây thôi, không có ảnh hưởng gì ạ. À. Cái lưỡi của nó đây rất là sắc. Thì cái phần lưỡi này đây là được 4 ạ. À. Và chiều dài ở đây là được 22,2. Ngang qua đây là được 5,4. Và độ dày ở đây là được 3,2. Cái bào này thì em bán là 180k, bào xéo rất là ít gặp à. G77, G78 cũng là một cái bào gỗ luôn. Cái bào này là chưa qua sử dụng luôn đây, nó còn cái miếng đậy lại cái phần lưỡi bào đây ạ. À. Và cái phần lưỡi của nó đây, họ khắc lên đây chữ và họ khắc thủ công mấy cái phần này rất là đẹp. Đây, lưỡi còn rất là sắc luôn. Cái phần lưỡi ở đây là được 5. Chiều dài của cái bào này đây là được 25,5. Bản ngang qua đây là 7. Và cái độ dày của cái bào là 3. Thì cái bào này em bán là 180k. Đó, nó cái miếng đậy lại như vậy. Em qua G79 là cưa. Đây, cưa lọng. Cưa lọng này thì nó có đầy đủ luôn. Đây, nó có ở đây, đây, nó gắn sẵn một lưỡi đây cho mình. Rồi ở đây thì nó có là cái này là kim cương này, hợp kim rồi đây ạ. À. Nó đầy đủ các size luôn. Để các anh các chú mình sử dụng, có một cái lưỡi cưa to nữa đây. Lưỡi cưa to ở đây rồi có các đầu để các anh mình thay, mình gắn vào mình sử dụng ạ. Ở đây thì nó có thêm là được 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lưỡi ạ. Dưới này là 9 lưỡi và một cưa. Và cái G79 này em bán là 220k. Qua G80 là hai cây đục ạ. À. Đục kiểu như bàn chân đây ạ. À. Đó, nó nằm như kiểu vậy. Em đo chiều dài của nó ở đây là được chiều dài là được gần 31. Và cái phần mà để mình sử dụng ở đây là được 2,5. Đây, cây thứ hai. Cái thứ hai ở đây nè, nó cũng có một chuyện ở trên đây. Chiều dài nó ở đây thì cũng được là 30,5. Và cái phần lưỡi ở đây là được cũng 2,5 luôn à. Đó, hai cây bằng nhau. Cây này thì cái phần lưỡi này nó dài hơn một xíu à. Rất là đẹp, cũng còn rất là đẹp luôn. Thì combo hai cây này em bán là 400k, loại này cũng thấy rất là ít gặp luôn ạ. G80 400k. Em qua G81 là ở đây em có 5 cây đục dũm ạ. À. Cây này là dạng như các anh mình sử dụng xong mình sủi đây, nó rất là to luôn. Cái khâu của nó là bằng đồng luôn đây ạ. À. Nó một cây rất là to. Chữ nó khắc ở trên đây. Cái cây này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 29. Và cái bản của nó qua đây là được 5,5. Đó, rất là to. Và cây thứ hai đây. Chữ nó khắc ở trên đây. Đó, dũm này. Đó. Cái này nó dũm và ở đầu này thì nó tròn. Đây em đo là được 1,7. Và cây thứ ba. Cây thứ ba này thì cái đầu tròn của nó qua đây là 1,5. Đây, nó đầu tròn như vậy. Đó. Cây này thì nó mất cái khuyên ở dưới. Cái này thì em đo qua đây thì cũng được khoảng 1,6 à. Cây này thì bé, nó cũng mất cái đầu tròn ở dưới đây. Cái này qua đây là được 0,9 à. Kiểu nó như vậy. Em bán cái combo này là 580k.
G81508. G81 là 580k. Thêm qua G82. G82 là 5 cây đục. Cây đục size to đó. Chiều dài này của nó là được 21. Cái bảng này của nó qua đây là được 2,3. Cây này nó còn tem mát luôn đây. Cây này thì nó dài ở đây là được cũng 21. Mấy cây này bằng bằng nhau ạ. Qua đây là được 1,3. Cây này thì nó mất cái khuyên ở dưới đây ạ. Cái này ngang qua đây là được 1,5 ạ. Cây này đây đó, nó còn tem mát luôn đây. Cái này cái bảng sử dụng qua đây là được 1,5, 1,4 ạ. Đó, cây bé này đây. Mấy cây này cũng còn mới không ạ. Cái bảng qua là 0.9. Thì combo 5 cây này em bán là 250k. Cái màu gỗ nó còn rất là mới luôn đây ạ. Đó. G82 250k. Em qua G83 là cây cạp siêu to khổng lồ luôn ạ. Đây. Chữ của nó đây, chữ của nó có dập ở trên cái phần thân đây ạ, đó. Và cái phần để cắt đây nó không có bị mẻ chập gì hết. Nó không có lọt khe sáng luôn nè ạ. Lưỡi của nó đây còn rất là sắc luôn. Này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 36 ạ. Và cái phần lưỡi của nó qua đây là được 2,4. Cạp tròn to em bán là 980k, G83. Em qua G84 là cây bắn silicon. Này, tem mát của nó còn luôn đây. Nó bằng nhôm. Đây nó có chữ Made in Japan đây ạ. Nó có chữ Made in Japan đây. Hình thức của nó thì nó bị trầy xước ạ, trầy xước cái màu sơn thôi. Rất là trơn tru luôn. Cái size này thì size nhỏ mình dùng cho gia đình ạ. À. Thì G84 em bán là 180k. Em qua G85. Đây ạ, G85. Đây, cái lưỡi của nó đây. Không có bị mẻ dập gì hết ạ. À. Này. Và chữ đây, chữ Nhật đây, ở trên cái phần thân này ạ. À. Và tay cầm đây, bọc nhựa. Hình thức là còn rất là mới luôn. Này. Cái này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được chiều dài là được 34,5. Cái này qua đây là được khoảng 2,3 ạ, 2,3. G85 này em bán là 250k. Em qua G86 ạ. Là cây thước của Sinhua. Này. Cây thước Sinhua. Nó các họa tiết trên đây đây, đó. Thước thì nó bị trầy xước ạ. Đó, nó bị trầy xước thôi. Thép là thép không rỉ. Đây nó có chữ Tadetel đây ạ. À. Thì cái thước này em bán là 140, G86 140. Em qua G87 cũng là một cái thước góc luôn. Cũng là thép không rỉ đây, Tadetel của Sinhua đây, có hình con chim cánh cụt. Thì cái thước này ở đây đây do là nó bị cấn thì nó bị
đây chỗ này đây, nó bị nứt chỗ này đây ạ, nó bị nứt cái vết nứt chỗ này đây, nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết ạ. Khi mà các anh đo hay các anh lấy viết gạch lên thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều hết, chỉ có một cái vết nứt ở đây thôi, nó không có ảnh hưởng gì. Và đây cây thước này thì nó có khắc cái ngôi nhà luôn đây đó. Thì thước này thì nó cũng bị trầy xước đây, và những cái vạch thì còn rất là rõ luôn đó. Thước thì em thấy là nó hơi bị dễ bị trầy xước lắm mà đó. Kiểu thước như vậy. Thì cây thước này em bán là 150k G87 150. Em qua G88. Hay tay cầm này đây thì bằng gỗ ạ. Cái đầu này là bằng đồng ạ. Đó. Cái đầu này thì bằng đồng thì nó có bị cấn đây, nó có những cái vết cấn đây. Đó, này nó có những cái vết cấn như vậy. Cái số ở trên đây. Thì em đo cái chiều dài tổng thể của nó đây là được 30,5. Chiều ngang qua đây là được 8,5, và cái phần đầu đóng là được cái phần đầu đóng ở đây là được 2,5. Thì cái búa này em bán là 300k G88. Em qua G89 là cái cây uốn sắt ạ. Đây. Của USA đây ạ, à. Đây nó có chữ ở trên đây USA. Và nó có các góc đây từ 0 đến 180 độ đây ạ. À. Nó để số ở đây là 5/16 đến 8mm đây. Đó. Các thông số là nó để ở trên đây hết đây ạ. À. Này. Đó, nó để đây. Tay cầm ở dưới đây thì cái phần màu xanh này thì nó bọc cao su đây. Cái phần cao su thì bị bụi thôi ạ, chứ nó không có bị rách gì hết. Đó. Thì cái cây uốn sắt này em bán là 300k. Cái phần lớp sơn thì còn rất là mới luôn nè, còn rất là mới luôn ạ. À. Chỉ cái phần tay cầm cao su thì nó dính bụi thôi. G89 300k. G90 là búa ạ, một đầu đóng và một đầu nhổ đinh. Thì búa này đã qua sử dụng rồi ạ, này. Nó bị bong tróc. Nó là cái hiệu của nó là Bakuma. Cũng của Japan luôn ạ. À. Thì cái phần tay cầm nó cũng bị hơi cũ à. Đây nó bị bong tróc. Thì cây búa này em bán 200k ạ. À. Đây cái phần đóng của nó ở đây là được cái phần đóng ở đây là được 2,8. Và chiều ngang qua đây là được 12,5. Đó. G90 này 200k. Em qua G91 là cái xẻng ạ. Cái xẻng này hiệu của nó là Saboten, hiệu cây xương gồng. Thì cái này là nó còn phủ lớp keo luôn, nó bị rỉ ở đây luôn, nó bị rỉ như vậy. Là em không có chà gì luôn, em để vậy luôn à, nó cái lớp zin của nó luôn, nó bị chảy xước thôi. Về cái anh mình xúc cát xúc đất để mình trồng kiểng à, trồng hoa, trồng chậu. Thì chiều dài của nó ở đây là được chiều dài ở đây là được 27, phần lưỡi ở đây là được 15, ngang qua đây là được 16,5. Thì cái xẻng nhỏ này em bán là 80k G91. Em qua G92 là combo dụng cụ làm vườn luôn ạ. À. Một cây cào, cào đó, cào năm chia. Rồi một cây cuốc đây, có chữ Nhật ở trên đây. Còn rất là mới, cái phần gỗ của nó còn rất là mới luôn. Và một cây liềm, liềm dạng răng cưa đây ạ, à, nó combo làm vườn này em bán là 180k. Cây này nó còn tem mát đây, còn mấy cây này thì nó bị bong tróc ạ. À. G92 180. Em qua G93 là cưa lá. Cái phần tay cầm của nó là nó còn bọc cái phần nhựa, bọc phần miếng mủ luôn đây ạ. À. Đó. Chữ Nhật ở trên đây. Thì cưa này thì một bên là răng to và một bên là răng bé đây à, còn rất là sắc luôn. Thì cây cưa lá này là cái phần lưỡi nó là
Cái này là được lưỡi của nó ở đây là 240 mm ạ. G93 này em bán là 100k. Hôm qua G94 là cây cưa gấp ạ. Đó. Cưa này thì cái phần tay cầm nó đây bằng gỗ đây, tem mát nó còn ở đây. Và cái phần lưỡi cưa đây ạ. Phần lưỡi cưa rất là sắc luôn. Đó, rất là bén. Cái phần lưỡi cưa này đây thì em đo qua đây là được 20 ạ. Lưỡi cưa còn rất là sắc bén luôn. G94 này em bán là 70k. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ.